ta làm gì vậy? Định hạ độc ư? Không được rồi, mình phải cảnh báo cô ấy. Chị ơi, cho em xin một ít xôi nhá. Bước đi này. Chị gái ơi, mình mua lót đi chị. Cô này sao lại bán cái này công khai thế? Tôi không mua đâu. Nhưng mà em thấy nó hợp với chị mà, chị cứ thử đi. Cái cô này buồn cười nhỉ? Vợ tôi đã nói là không mua rồi, sao cứ chào mời làm phiền như thế? Đi ra chỗ khác đi. Em thấy hợp mà. Đi ra chỗ khác đi. Ôi. Em xin lỗi, em không cố ý. Này, cô đang làm cái gì đấy ạ? À? Cô có biết là bộ của nó đến bao nhiêu tiền không ạ? À? Đi ra chỗ khác. Đừng có làm phiền vợ chồng tôi nữa, không thì đừng có mà trách tôi. Khoan đã anh ơi. À, tôi bảo này, dù sao áo của tôi cũng bị ướt rồi, hình như là ướt áo lót bên trong nữa. Hay là anh cứ để em thử xem, sau em thay ra cho nó thoải mái. Chữ ướt thế này mà khó chịu lắm. Anh này, anh thấy là em không hợp với mấy cái thứ đồ này đâu. Để anh đưa em đi quảng cao cấp nhá. Thôi không cần đâu, chỉ là ướt cái áo thôi mà, không phải quan trọng như thế đâu. Tiện cô ấy bán ở đây, để em thử luôn. Nếu mà vừa thì em thay ra cho thoải mái. Đi vào trong để tôi thử. Em đi nhà em nhá. Mẹ, con dành con làm mất hết bánh của mình. Rốt cuộc là dòng chữ cô viết ở trong áo là như nào? Cô nói đi. Cô phải tin tôi. Nước trong cốc có độc, tôi đã nhìn thấy anh ấy bỏ vào mà. Cô đừng có nói linh tinh. Anh Hoàng là chồng sắp cưới của tôi, lý do gì mà anh ấy phải làm như thế chứ? Tôi nghĩ là nó chỉ là nước ngọt hoặc là cái gì thôi. Không, tôi chắc chắn là nó không chỉ đơn giản như thế đâu. Nhưng mà cô có biết rõ về anh ta không? Lúc nãy tôi thấy anh ấy đến cùng với cả một người con gái, trông thân mật lắm. Đi với một người con gái á? Cô ấy trông như thế nào? Đây, tôi sẽ cho cô xem camera của cửa hàng. À, đây là Thương, em gái của anh Hoàng mà. Chân cô ấy có vấn đề nên đi lại khó khăn. Hai anh em tình cảm với nhau một chút thôi, có gì quan trọng đâu. Làm gì có chuyện mà anh em nào tình cảm thân mật đến mức như thế được. Cô vẫn còn tin anh ta? Đương nhiên là tôi tin chồng sắp cưới của tôi rồi. Chẳng lẽ tôi lại tin một người ngoài như cô chắc? Thôi, tôi cũng cố hết sức để nói với cô rồi. Cô không tin nữa thì chịu. Nhưng mà trả tiền cái áo này cho tôi đi. Tôi không lấy đâu. Cô không lấy cũng phải lấy. Bây giờ áo bẩn rồi, làm sao tôi mặc được nữa. Áo này 500.000. Cái gì? 500.000 á? Cô cũng biết cách làm tiền đấy. À, thì ra cô cố tình bày ra chuyện này để moi tiền của tôi à? Cô nghĩ sao cũng được đấy. Cầm lấy. Đừng bao giờ tôi thấy cô nữa. Nếu không, tôi sẽ tố cáo cô vì tội lừa đảo người khác đấy. Đúng là làm ơn mắc oán. Nào rồi, thành công chưa? Chưa, bọn con danh của nó làm đổ hết rồi đây này. Thuốc này có đúng một liều thôi. Không sao, em có phương án B cho anh. Lần này nhá, chắc chắn là sẽ thành công. Hai người sao lại ôm nhau như thế? Thường đến đây vì có chuyện vui muốn nói với em đấy. Chị ơi, vì chị là bạn gái của anh Hoàng nên em cũng coi chị như là chị dâu trong nhà em rồi. Chuyện này em chỉ nói được cho người thân thôi. Đấy là bác sĩ bảo em có thể đi lại được bình thường chị ạ. Thật á? Dạ vâng. Thế thì mừng cho em quá. Dạ. Nhưng mà có một vấn đề là để có thể đi lại được bình thường thì em cần một số tiền phẫu thuật chị ạ. Số tiền này rất là lớn, mà anh trai của em
anh lại không có tiền. Giờ em có đi lại được hay không thì sẽ nhờ vào quyết định của chị ạ. Chị, nếu chị bảo lãnh cho em thì sau này có tiền em sẽ trả lại chị đầy đủ ạ. Chị cứ tưởng là chuyện gì to tát cơ. Cái này chị lo được. Em cần bao nhiêu chị cho em luôn. Thật á? Chị cho em luôn á? Ui chị ơi, nhưng mà nhiều lắm ạ. Những mấy chục triệu đấy ạ. Không sao, em là em gái của anh Hoàng thì cũng là em gái của chị mà. À, chị mang tiền mặt ở đây, chị đưa luôn cho. Ôi, tiền mặt ạ? À, thôi chị ạ. Tiền mặt em cầm thì cũng hơi nguy hiểm. Thế cả em cũng chưa cần tiền đóng viện phí luôn. Em chỉ cần chị ký vào cái tờ giấy cam kết là sẽ bỏ thuật cho em thì là được ạ. Đây chị ạ. Em ngồi xuống đây đi. Rồi chúng mình nói chuyện. Cứ đứng như thế mãi làm cái gì. Em quên mất. Hôm nay có hai anh em ở đây, đông đủ thế này mà Thương lại có tin vui nữa. Hay là bây giờ về nhà đi, chị sẽ nấu một bữa thịnh soạn để chiêu đãi hai anh em. Sau đấy thì giấy tờ chị ký luôn nhá. Chứ ở đây bí bách mà khó chịu quá, về nhà ký thoải mái hơn. Anh đưa Thương ra đi, em ra lấy xe. Chết tiệt, lại sai kế hoạch rồi. Thôi được rồi, dù sao đấy cũng nhiều người, manh động cũng không hay. Nhưng mà anh cố nhẫn nhịn đi. Về đến nhà, chị tao thoát được rồi. Mà em không ngờ là thuyết phục chị ta dễ thế đấy. Dễ như ăn bánh ấy. Thành công nằm ngay trước mắt rồi, thì bây giờ bắt buộc phải nhịn thôi. Chỉ cần cô ta ký vào cái giấy cam kết dở này thì tất cả tài sản của ta sẽ thuộc về chúng ta. Đến lúc đấy làm sao mà kiện được mình nữa. Chị, em đi làm cả ngày mệt rồi, để anh làm cho. Đúng rồi đấy chị ạ, chị vào nghỉ đi, để em và anh Hoàng làm cho. Vậy hai em làm đi, em vào trong một lát nhá. Ra. Em làm cái gì đấy? Nhớ đúng rồi thấy thì sao? Sao đâu, cho em xả vai một tí, suốt ngày đeo cái nạng này khó chịu chết đi được ấy. Thế là nghĩ đến cảnh sống hạnh phúc với cả anh trong căn nhà này, nên em phấn khích quá. Thôi được rồi, cố gắng diễn nốt ngày hôm nay thôi. Em ăn đi này. Em xin. À chị ơi, đây là giấy, nên cần chị ký vào ạ. Để chị xem. Cái gì thế này? Sao lại là giấy chuyển nhượng tài sản? Chị tưởng là giấy ký đồng ý cho em phẫu thuật cơ mà. Sao tự nhiên lại hoa mắt thế nhở? Chị, anh ơi, sao tự nhiên tay của em không còn một chút sức lực nào thế này? Em làm sao đấy? Để anh đưa em đi khám nhá. Anh ơi, sao tự nhiên em lại ngã thế này? Em có làm sao không? Là do anh cố tình đẩy em ngã đấy. Chắc là bây giờ chị đang cảm thấy hoang mang, lo sợ lắm đúng không? Đáng đời chị. Nói cho chị biết, kế hoạch này là do anh em, à nhầm, là anh Hoàng và tôi, người yêu của anh ấy làm đấy. Em nói thế là sao? Chị không hiểu em nói gì cả. Không hiểu à? Thế để tôi nói cho cô hiểu nhá. Tôi và Thương ấy chẳng phải là anh em gì cả, mà bọn tôi là người yêu. Từ trước đến giờ ấy, bọn tôi chỉ diễn trước mặt cô thôi. Bởi vì bọn tôi muốn lấy hết tài sản của cô, cho nên là mới hạ độc vào đồ ăn của cô, để cho cô nằm im như thế này cho dễ ra tay đấy. Tại sao anh lại làm thế với tôi? Tôi đã làm gì anh rồi?
Cô hỏi hay lắm. Để tôi trả lời cho cô biết nhá. Là bởi vì bố của cô ấy đã mua lại công ty của bố tôi, khiến gia đình tôi tan nát. Bố tôi đã phải tự tử, còn mẹ tôi thì phát điên. Em gái của tôi thì phải đi bán thân. Cho nên là nhìn thấy cô ăn chung mặc sướng thế này, tôi không thể kìm lòng được. Tôi phải quay lại để trả thù chứ. Bố của anh có phải là chú Hùng không? Cô vẫn còn nhớ tên ông ấy à? Thế thì trách bố của cô ấy, chứ đừng trách ai khác. Thường, ép cô ta điểm chỉ vào giấy đi. Dạ. Sao? Các người bất ngờ lắm đúng không? Các người tạo bất ngờ cho tôi thì tôi cũng phải có quà đáp lễ chứ. Tất cả những gì mà các người làm tôi đều đã phát hiện ở quán cà phê rồi. Hai người lại ôm nhau. Rõ ràng là cô Thương bị tật ở chân trái, sao bây giờ lại đi cài nhắc ở chân phải? Có gì đó quất tất ư? Có cái gì ở bên dưới nhỉ? Anh ta định hại mình nên muốn mình ngồi xuống đây á? Đừng có nghĩ hại tôi dễ như vậy. Hôm nay có hai anh em ở đây, đông đủ thế này mà Thương lại có tin vui nữa. Hay là bây giờ về nhà đi, anh đưa Thương ra đi, em ra lấy xe. Đồ ăn anh gắp cho tôi không hề ăn, tôi đã nhả ra đấy. Nhưng ngược lại, tất cả những gì mà các người âm mưu hãm hại tôi đều đã có đầy đủ bằng chứng. Với chứng cứ như vậy, đủ để tống các người vào tù đấy. Được đã, còn dành con. Đúng là bố nào con đấy, âm mưu như nhau. Câu này tôi phải dành cho anh mới đúng đấy. Tiện thể đây, tôi cũng nói cho anh biết một bí mật luôn. Anh có biết vì sao tôi nhớ được tên của bố anh không? Vì bố tôi chính là người cưu mang cả gia đình nhà anh đấy. Còn bố anh, do chơi bời cờ bạc, nợ nần chồng chất nên phải bán công ty để trả nợ cho nhà tôi. Thậm chí ông ấy còn định bán cả anh và em của anh về làm người ở cho nhà tôi. Nhưng vì bố tôi thương tình, hai anh em còn quá nhỏ, cho nên vẫn để lại căn nhà đấy cho các người sống. Bố tôi mà làm tới thì các người nghĩ là các người có nhà để sống như ngày hôm nay à? Cấp một, mày đừng có mà nói linh tinh nhá. Không thì đừng mà trách tao. Anh không tin chứ gì? Được. Đây là bức thư chính tay bố anh viết. Trong này đã tường thuật lại tất cả mọi việc trước khi bố anh bán công ty nhà anh cho nhà tôi. Tự đọc đi. Đây đúng là nét chữ của bố tôi mà. Không, không thể nào có chuyện như thế này được. Không thể nào. Có lẽ là bố anh quá xấu hổ cho nên mới giấu anh về chuyện phá sản thôi. Nhưng bố tôi là người cưu mang các người, vậy mà các người lại lệ oán báo ơn như thế này à? Tôi không hề biết chuyện này. Tôi xin lỗi cô. Em bị làm sao đấy? Ý anh là bỏ cuộc á? Phải lấy hết tài sản của nó chứ. Nhưng mà mình đang là người sai đấy. Này, bây giờ bỏ cuộc mình như nào? Bây giờ trở về cái máng luận cũ á? Tao không chấp nhận. Cô không chấp nhận thì cô định làm gì? Cô đừng quên là tôi có đầy đủ bằng chứng về việc cô âm mưu hãm hại tôi. Cô muốn đi tù không? Được. Chúng mày được lắm. Còn riêng mày, đừng liên lạc với tao nữa. Cấm mày liên lụy đến tao nhá. Chúng mày cứ đợi đấy. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về toàn bộ chuyện này. Thôi, không sao đâu. Là do anh không biết sự thật mà. Nhưng mà tôi muốn hỏi anh một câu. Anh có bao giờ yêu tôi thật lòng chưa? Hay tất cả chỉ là kế hoạch do anh dựng lên thôi? Tôi xin lỗi cô. Thôi,
Tôi hiểu rồi. Anh về đi. Coi như là chúng ta chưa hề quen biết nhau. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đi đi. Nếu không tôi đổi ý đấy. Làm cái gì đấy hả? Cả cái mâm của cái đĩa thịt ngon nhất thì để chỗ mình, định hốc hết hay gì hả? Ăn thì như thùng luồng rắn ráo ấy, không nhìn trước nhìn sau gì à hả? Đúng là cái loại ăn hại đấy khai. Sao anh nặng lời với cả em thế ạ? À? Tại vì cả bàn chật như thế này rồi, toàn đồ ăn, có mỗi chỗ em là con trống nên em để ở đây, để tạm thôi, có cái gì đâu. Mấy cái đứa ngu này thì rất là hay cãi. Lần sau ấy xếp mâm thì phải để ý xem là ai ngồi đâu để mà để đồ ăn ở đấy. Như đĩa thịt này thì phải để sang chỗ chị Trinh như này, còn mình chỉ để rau thôi. Không lẽ chị Trinh đang bầu đấy à? Em cũng mang bầu mà. Mày không nói thì tao còn đỡ thấy nhục đấy. Nhìn đi, chị Trinh chị bầu con trai, cháu đích tôn của cái dòng họ này. Còn mình thì sao? Bầu nguyên một con vịt rời. Sau này lớn lên ấy, chả khác gì cái bát nước đổ đi cả, chả được cái tích sự gì. Thôi. Hai chú thím ấy không phải cãi nhau đâu. Mâm cơm thế này, ai muốn ăn món gì ấy, gắp với một tí là được. Chứ quan trọng gì vị trí đâu mà. Không anh ạ, anh cứ để yên để em dạy vợ em. Con này nó không biết điều, chứ đâu được như chị Trinh đâu ạ. Chú Hoàng cứ khen chị như thế là chị ngại lắm đấy. Mà thím thương nghe được cũng không thoải mái đâu. Chị thì chị cũng biết, chị là con nhà danh giá, học rộng hiểu nhiều, nên là những cái lễ nghi phép tắc cơ bản như thế này ấy, thì chị tự hiểu, không cần phải để chồng dạy bảo như thế. Còn thím thương thì khác, học thức thấp, lại còn trẻ nữa, cho nên không hiểu chuyện ý, thì cũng thông cảm được mà. Chị không để bụng đâu, nhưng mà lần sau ấy phải chú ý hơn nhé. Mà chị bảo này, chị là bầu con trai nên là chị hay thèm ăn nhiều thứ lắm. Với cả đồ ăn mà cho con chị ăn ý, cũng phải đầy đủ dinh dưỡng nữa. Cho nên từ lần sau em có đi chợ thì em phải mua những cái món như là tôm hùm, bào ngư, vít cá. Những cái món đấy ăn ý thì con chị mới phát triển khỏe mạnh được. Chứ còn những cái món ăn tầm thường như thế này, chị có miễn cưỡng thì cũng chỉ ăn được một bữa thôi. Chứ ngày nào mà cũng ăn ý là ảnh hưởng tới cháu đấy. Mà cháu đẻ ra bị còi xương ý, là ảnh hưởng tới dòng dõi của cả cái dòng họ này, không phải chuyện đơn giản đâu. Cho nên từ lần sau em chú ý hơn nhá. Nghe thấy gì chưa? Ghi nhớ vào lần sau còn đi chợ. Sao lại lần sau ạ? Em tưởng anh chị sang đây chưa có 1-2 ngày thôi, mà hôm nay cũng là ngày thứ hai rồi đấy ạ. Chú à, chú chưa nói cho thím thương biết chuyện này à? Chị nói là chỉ có anh Cường về thôi, còn chị sẽ ở đây đến ngày sinh nở cơ mà. Khổ, ở nhà chị không có ai chăm bẵm, mà chị bầu con so nên việc ăn uống, việc đi lại cũng phải cẩn trọng. Bây giờ về nhà không có ai chăm thì nguy hiểm lắm, nên chị ở đây có người quen chăm sóc chị vẫn yên tâm hơn. Nhưng mà em cũng bầu con so mà chị. Em vừa phải đi làm, em vừa phải làm việc nhà, xong bây giờ em còn chăm sóc cả chị nữa. Anh bảo em phải làm sao ạ? Ô hay, cứ làm như là vất vả lắm ấy nhở. Chị Trinh ấy, chị là con nhà gia giáo, từ bé chị đã không phải động tay động chân vào cái việc gì rồi, cho nên là chị chân níu tay mềm. Còn cô thì sao? Con nhà nông, hùng hục như trâu từ bé ấy, thêm có mấy việc này cứ làm như là vất vả lắm ấy. Này, trong cái nhà này, đàn ông đã quyết cái việc gì rồi thì cứ thế mà làm theo, đừng mà kêu ca hay thắc mắc gì. Hay là thôi, nếu phiền vợ chồng chú tìm quá ấy, thì anh đưa vợ về, thuê người giúp việc cũng được. Chứ ở đây thím thương không thoải mái ấy, thì anh cũng ngại lắm. Ơ kìa anh, ngại cái gì mà ngại. Em ở đây, hai chị em cùng bầu giống nhau như thế này, nhiều khi mà có kiến thức gì hay thì lại chia sẻ được cho nhau, lại giúp đỡ, lại chăm sóc được với nhau. Bây giờ mà anh về nhà xong anh thuê giúp việc cho em ấy, vừa tốn kém mà anh thuê mấy cái bà giúp việc ấy, hôi hám, từ chân tay vụng về, em không thích đâu. Em thích có người quen chăm sóc cơ. Thế thì thím thương chịu khó, cố gắng thêm một chút nhá. À đây, để anh gửi thêm tiền để hai vợ chồng chi tiêu thêm trong gia đình nhá. Anh cứ khách sáo thế làm cái gì? Anh em ruột với nhau mà. Cho nên là vợ anh thì cũng là vợ em thôi. À, vợ anh thì cũng như là chị dâu của em. Còn em sẽ chăm sóc chị dâu hết mình ạ.
Nhớ vào đấy. Ôi dồi ôi, thím Thương nấu đồ ăn xong chưa đi tắm à? Sao người hôi thế? À, tại vì em nấu đồ ăn cho mọi người nên chưa kịp tắm ạ. Nhưng mà sao đồ ăn trên bàn thì chị ngửi được, mà mùi người em thì chị không ngửi được ạ? À, thì đồ ăn ở trên bàn ấy vẫn còn thơm ngon, chứ nó không giống như mùi cô. Mùi mồ hôi trộn với mùi thức ăn ấy nó tanh lắm, không chịu được. Tính cả mùi cơ thể thì cũng làm cho người ta ghét đó. Cô đi ra chỗ khác cô ăn đi, xuống dưới bếp ăn nhá. Đừng ở đây nữa làm cho chị khó chịu ra. Xuống dưới kia ăn đi. Này, mày định làm cái gì đấy hả? Đồ ăn người lớn cũng chưa động tay động chân vào, mày định làm cái gì hả? Ăn rau thôi, lát nữa ấy, mọi người ăn xong còn thừa lên bán nốt nhá. Còn không mau đi đi, đừng đến làm gì. Đi đi cho anh chị còn ăn cơm chứ. Nhanh cái chân lên. Anh chị ăn cơm đi ạ. À? Ăn đi không chị đói ạ. À? Chị thích ăn nhiều rồi nhá. Ôi, em ăn cái gì mà sao mùi kinh thế hả? Chị đã bầu bí như thế này rồi, làm sao mà ngửi được những cái thức ăn quê mùa như thế này hả? Lần sau bớt ăn cái món này lại nhá. Chị Trinh, chị làm cái gì đấy ạ? Em đang ăn mà. Với cả đây là đặc sản ở quê em, nem chua đấy ạ. Mẹ em gửi ở quê lên vì mẹ em biết là em đang nghén. Chị không ăn thì thôi, chị để đấy em ăn chứ. Chị nói thật nhé Thương, em về cái nhà này làm dâu cũng 2 năm rồi, mà sao em không rửa bớt cái mùi phèn chua quê mùa của em đi hả? Mẹ em nói cái gì? Em nói là cái món này là mẹ em gửi trong quê ra hả? Đừng có nói là em là dân Hoa Thanh Quế đấy. Em đi ra ngoài đường ai mà hỏi quê quán của em ý thì em phải giấu đi nghe chưa? Chứ không người ta kỳ thị em, rồi á cả nhà bị vạ lây đấy. Mà kể cả con em đẻ ra ấy cũng bị người ta khinh thường, rồi có khi vạ lây sang cả con chị đấy. Chị nói cái gì đấy hả chị Trinh? Quê em ở đâu thì liên quan ảnh hưởng gì đến chị ạ? Em chưa bao giờ phải giấu giếm, em luôn tự hào về quê của em. Ở đâu có người này người kia, chị đừng đánh đồng như thế. Hơn nữa, em có là người nhà quê, em ăn đồ nhà quê, nhưng em sống tử tế và biết điều hơn một số người thành phố đấy ạ. Kinh đấy, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Chị chỉ là có lòng tốt muốn nhắc nhở em thôi, còn em không nghe gì. Sau này con em mà bị kỳ thị thì đừng có mà kêu. Mà tóm lại là chị nghén cái mùi này không ngửi được nên chị vứt đi thôi. Em có ý kiến gì ạ? Sao chị không ăn được cái gì ý? Thì chị cứ nói với em một câu, em sẽ vào phòng ăn ạ. Ôi này 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 này, đi đâu đấy? Chị ra ngoài này là để em phục vụ cho chị, bây giờ em lại đòi mang vào phòng ăn là như thế nào? Định trốn việc à? Vào trong bếp nấu giả cầy cho chị, nguyên liệu chị để trong đấy rồi. Giả cầy ý ạ? Ừ. Em không ngửi được mùi mắm tôm đâu chị ạ. Hay là để đặt cho chị nhá? Không em. Chị bầu bí như thế này phải ăn đồ nấu ở trong nhà mới đảm bảo được. Chứ bây giờ em đòi đặt ở ngoài hàng, nhỡ đâu chị ăn vào ấy, thức ăn nó không được an toàn, không được đảm bảo, con cái của chị bị làm sao thì em chịu vấn đề à hả? Mà không ngửi được thì bịt cái mũi lại là xong, có cái vấn đề gì đâu. Đứng ở đấy, chị có cái này cho em đây. Như thế này ấy, chị... là tịt mũi rồi, không ngửi được mùi gì nữa rồi, được chưa? Còn cái này nữa, tí nữa ấy, mang quần áo này vào trong giặt cho chị. Mà đây là toàn đồ hiệu của chị thôi, nên đặc biệt ấy là phải giặt bằng tay nghe chưa? Cầm lấy. Chị ơi, em bầu bí như thế này, làm sao mà em ngồi xuống giặt tay đồ quần áo được ạ? Cấn bụng lắm ạ. Ôi, có mỗi một tí việc như thế thôi, mà em cũng không làm được à? Chị nhờ em làm cái này không được, bảo em làm cái kia không được, thế em làm được cái trò trống gì trong cái nhà này nữa hả Thương? Nhưng mà em đang bầu, đến đồ của em còn không thể nào mà giặt tay được. Chị nhờ em cái gì em có thể làm thì em mới làm, còn cái gì em không làm được, chỉ có bắt, em không làm đâu ạ. Thôi được rồi, chị không dám nhờ đến em nữa. Nếu mà vợ lười ấy, để chồng giặt hộ cũng được,
mấy cái chỗ đồ sexy, rồi cả đồ lót kia mà để cậu Hoàng giặt. Sao đâu nhỉ? Thôi được rồi, chị để đấy, lát em đứng giặt. Chứ anh Hoàng là đàn ông con trai, chị đừng bảo anh ấy động vào mấy thứ như thế này. Biết điều như thế có phải là tốt không? Ở trong cái nhà này lười với chị là không được đâu nhá. Trời đất ơi, mắm tôm thơm như thế mà cũng không ngửi được, cứ đấy nôn với cả ẹ thôi. Cẩn thận đi, nó bọt bắn hết vào đồ ăn bây giờ. Trời, muộn kinh lắm chị ạ, em không chịu nổi. Chị ơi, sao chị lại bôi mắm tôm vào người em? Thì chị bôi vào đấy để em ngửi cho nó quen chứ còn gì nữa. Gớm nữa, nhà quê mà cứ như là công chúa dẫm vào gai mùng tơi cũng bằng ấy. Sao? Quen chưa? Chưa quen để chị bôi thêm vào cái mặt chị... Bôi thêm vào để cho nó quen. Chị ơi, chị... Được chị cái mũi đó. Này, cô làm cái gì đấy? Sao cô lại để chị Trinh như thế? Em đâu có ạ. Là chị Trinh, chị cứ bôi mắm tôm vào người em. Em chỉ chống cự thôi mà. Hòa, chị nói cái này nhá. Vợ em ấy cứ đỏng đa đỏng đảnh ra, có tí mắm tôm thôi mà cũng không ngửi được, lại còn cứ đứng nôn nôn nọe nọe, xít bắn hết cả nước bọt vào đấy đấy. Khổ. Chị cũng chỉ muốn tốt cho vợ em thôi, chỉ bảo để biết nhiều việc sau này em được nhờ, gia đình mình được nhờ. Thế mà cái gì cũng kén, cái gì cũng chê, thế này thì chết. Dạ, em cảm ơn chị đã chỉ dạy ạ. Chị nói gì sai à? Hả? Suốt ngày ngửi cái gì cũng nôn ọe như thế, xong lại đẻ con ra ấy, nó cũng nôn ọe, nó cũng kén ăn, xong nó ốm vặt ra đấy thì ai mà chăm được, lại còn là con gái nữa chứ. Sao anh bất công thế ạ? Con nào mà chẳng là con. Bây giờ vợ anh không bênh, anh bênh người ngoài à? Cô nói ai là người ngoài? Hả? Chị Trinh là chị dâu của nhà này, trong bụng chị là cháu đích tôn của nhà này, cô mới là người ngoài ấy. Này, anh Cường đã đưa tiền cho chăm chị dâu ấy thì phải chăm cho nó ra ngô ra khoai nhá. Hay là cô nói như thế là cô ý định chia sẻ tình cảm gia đình nhà này? Một lần nữa như thế nhá, đừng trách thằng này nóng, tôi trả luôn hai mẹ con về nơi sản xuất đấy. Để đưa chị vào nghỉ à? Không nấu cơm thì đừng có khóc lóc cái gì. Không nấu được giả cầy, cút ra khỏi nhà này, đừng có mà ăn cơm nữa. Cái gì này? Này, như này là như nào hả? Ý cô là cái gì đấy? Chồng ơi, em đói quá, con anh đang cồn cào hết ruột gan rồi đây này. Anh với chú Hoàng xem thế nào, dạy lại thím Thương đi, chứ cứ để như thế này hỏng hết. Con của chị đang kêu gào đúng không? Được, để tôi cho nó kêu một thể luôn nhá. À! Có tiếng gì như tiếng bóng nổ ấy nhở? Vợ ơi, vợ có sao không? Vợ, cô dám động vào con của tôi à? Ngày bây giờ đừng có mà trách. À, sao lại là con của chú? Con của Trinh thì phải là con của anh chứ. Đúng rồi đấy anh Cường ạ, vì bọn họ gian díu sau lưng chúng ta nên anh ta nghĩ đây chính là con của anh ta đấy. Đấy, con trai của anh đấy. Anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, xong rồi hành hạ con này đi. Tôi đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi, nên đừng nghĩ là có thể hành hạ tôi thêm một giây, một phút nào nữa. Này, nằm dịch vào trong kia đi. Bụng thì do nằm chân ngành nên ai mà nằm được. Điếc à? Anh, em đang tỏ thái độ với cả anh đấy. Cả tối em không ra ăn cơm, anh không hỏi han em câu nào. Bây giờ anh vừa vào, anh lại nói những cái lời như thế này với em là sao hả? Thế cô làm sao? Em không thể nào mà chịu nổi chị Trinh nữa. Chị quá đáng, vô lý, không chịu được. Anh, anh bảo với chị ấy là về nhà chị ấy đi nhá, chứ chị ở đây vừa bất tiện vừa khó chịu. Em còn đang bầu bí nữa,
anh phải nghĩ cho con của chúng mình chứ nhá. Thôi cô đừng có tỏ ra nũng nịu nữa đi, trông kinh chết thì được ấy. Bầu bì đã xấu thì chớ lại còn ra vẻ nữa. Cô nhìn chị Trinh đi, cũng bầu bì như cô đấy. Người ta biết chăm sóc cơ thể, người ta xinh đẹp, người ta thơm phức đấy cơ mà. Còn cô ấy lúc nào cũng hôi hám bẩn thỉu, cho nên là đừng có sán vào người tôi nhá. Mà tôi cũng nói luôn ấy, chị Trinh sẽ không đi đâu hết đâu. Bởi vì anh Cường đã đưa tiền cho tôi để lo cho chị ấy rồi, thì tôi phải làm tròn trách nhiệm của mình nhá. Mà cô nên nhớ ấy, rằng ngày trước bố mẹ cô bị bệnh thì cũng vay tiền tôi để chữa bệnh đấy, chưa trả hết đâu. Cho nên lo mà chăm sóc người ta mà trả nợ đi nhá. Anh, tiền anh đưa cho bố mẹ em chữa bệnh mà anh tính là em vay anh à? Con thấy bố mẹ cô chứ bố mẹ tôi à? Hả? Tiền chứ có phải lá đa mà cho được dễ thế. Mà thôi, cô đi ra ngoài mà nằm đi. Chứ cô nằm đây á, suốt ngày xoay xoay sở sở bụng thì to, làm tôi mất giấc ngủ, mai tôi còn phải đi họp nữa. Anh, đi ra ngoài. Em sao thế? Con của anh đang thèm thịt xiên nướng đấy. Đói quá, làm em không ngủ được. Anh ơi, hay là anh bảo Thím Thương dậy nấu cho em ăn đi. Hoặc không thì đi mua về cho em ăn cũng được. Chứ bây giờ đói quá, không ngủ nổi. Thôi, bây giờ cũng muộn rồi, khéo Thím ấy ngủ rồi cũng nên ấy. Hay là để mai được không? Mà phiền Thím ấy quá, cả ngày Thím ấy đã vất vả rồi. Ngày mai á? Anh bắt con anh nhịn đói từ đêm nay đến ngày mai, làm sao mà nó chịu nổi? Con ơi, bây giờ bố ấy chỉ thương người ngoài thôi, không thương mẹ con mình nữa rồi. Mà này, em nói cho anh biết nhá, nhà mình đã đưa cho cái nhà kia một đống tiền rồi đấy. Bây giờ anh phải chi tiêu làm sao ấy cho nó hợp lý vào. Mà cái bà thương đấy, bầu bí khỏe như trâu như bò ấy, có phải là ốm yếu giặt dẹo như em đâu mà chả thương mẹ con em. Thôi, đây được rồi, để bố đi mua cho con nhá. Em đợi anh một tí nhá. Em nghe thấy rồi ạ. Thím Thương à? Để em đi mua. Không cần đâu, để anh đi mua cho nhá. Không sao đâu anh, thân phận của em trong cái gia đình này cũng thấp kém mà. Để em cũng muốn ra ngoài hít thở không khí. Bây giờ cũng muộn rồi, Thím ra ngoài một mình nguy hiểm lắm. Để anh đi cùng Thím nhá. Dạ. Anh đây. Làm em giật hết cả mình. Này, anh đi vào phòng em như thế này không sợ chúng nó nhìn thấy á? Em yên tâm đi, chúng nó đi hết rồi thì anh mới vào đây chứ. Tại anh nhớ con mình, nhớ em quá, cả ngày chỉ được nhìn thôi mà không được sờ vào. Anh này, đừng muốn sờ như thế. Em đã bảo là không được sờ đâu. Chỉ có một thời gian nữa đi là anh được gặp con rồi còn gì. Mà này, em bảo anh là dạy cái con vợ anh cho nó cẩn thận vào, mà anh dạy dỗ kiểu gì thế à? Em nói một câu là cãi 10 câu thôi. Em mà bực mình ý là con cũng không được khỏe mạnh đâu. Anh biết rồi, em nói cái gì nhá là anh nghe hết được chưa? Chỉ cần thằng cháu đích tôn này ra đời ý, thì anh sẽ đường đường chính chính hưởng hết tài sản của bố anh. Bố anh đã bảo rồi, đứa nào có cháu đích tôn thì đứa đấy sẽ được hưởng công ty. Lúc đấy anh sẽ không còn dưới cơ ông Cường nữa, anh sẽ vùng lên, anh sẽ làm chủ cả cái họ này. Kinh đấy. Nhưng mà nhỡ đâu bố anh không chấp nhận được chuyện em với anh và cũng không chấp nhận con thì sao? Em yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ em và con đến cùng. Em là người yêu cũ của anh mà, ông Cường mới đưa người thứ ba xen vào đấy chứ. Anh sẽ thuyết phục bố, cho nên em yên tâm, em chỉ cần sinh mẹ tròn con vuông cho anh là được. Tại sao chị ta lại đối xử với mình như vậy được? Mình phải hỏi cho ra nhẽ. Ôi, cái ngày nào cũng phải đeo cái quả bóng giả này, nóng muốn chết thì được. Phải thử quần áo mới mua mới được. Hãy
Trời ơi, chiếc váy mình order mãi mới được. Đó cũng chính là lý do vì sao tôi cũng mang bầu. Nhưng mà anh chỉ chăm sóc và lo lắng cho chị dâu thôi. Vì anh nghĩ là chị ta có thể bầu được con trai nên có thể giúp anh lấy được tiền thừa kế tài sản. Tôi nói đúng chứ? Chỉ vì tài sản thừa kế mà mày nỡ đâm sau lưng anh mày à? Tao đã tiếc mày cái gì bao giờ chưa? Tại sao mày nỡ làm như thế với tao? Dù cho hai người đã là người yêu cũ đi, nhưng đã cũ rồi ấy thì để nó lại quá khứ, tại sao vẫn qua lại với nhau? Còn cả cô nữa, tại sao không phải giả vờ mang bầu hả? Em không muốn làm như thế đâu. Nhưng mà cái thương mang bầu, em sợ bố sẽ chia hết tài sản cho nó nên em mới giả vờ mang bầu thôi. Tất cả em sợ mọi người coi thường em, hắt hủi em, cho nên em mới làm như vậy thôi. Em biết em sai rồi. Em với cậu Hoàng chỉ là qua đường thôi, chỉ là nhất thời thôi. Em vẫn yêu anh nhất mà, cho em một cơ hội nữa nhá. Trinh, em đang nói cái gì đấy? Em bảo là em chỉ yêu một mình anh thôi mà. Em lấy Cường là chỉ vì em muốn giữ tiền cho anh thôi mà. Thế sao bây giờ em lại? Còn anh ấy, nếu như không phải vì bố lúc nào cũng thiên vị anh, lúc nào cũng cho anh tất cả mọi thứ, thì em cũng không làm được cái nước này đâu. Bây giờ đến cả tình yêu, anh cũng không nhường em được à? Im mồm đi, sao nói cái gì mà ngu thế ạ? Bây giờ không có tiền, cắm đất mà anh à? Thôi được rồi, tôi đã hiểu rồi. Cô không cần phải diễn nữa. Và cô cũng đừng bao giờ nói yêu tôi nữa. Tôi ghê tởm cô. Một người vợ mà tôi luôn yêu thương nhất lại cặp kè với chính em ruột của mình, lại còn giả vờ mang bầu để lừa tôi. Còn một người em trai mà tôi luôn tin tưởng chỉ vì tiền bạc mà định cướp luôn vợ của anh trai. Hai người đúng là hợp một đôi này. Được, nếu đã vậy thì để tôi tác hành cho hai người. Từ bây giờ trở đi, tôi và hai người không có quan hệ gì nữa. Tất cả những gì anh cho chú, anh sẽ đòi lại hết. Và anh sẽ giao toàn bộ cho Thím Thương. Thím Thương không có lỗi gì cả. Và con của Thím Thương cũng chính là con cháu của dòng họ này. Còn hai người, mời hai người bước ra khỏi cuộc đời tôi. Bước! Anh Cường, anh nhìn tính em giải thích đã. Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi vì đã không thể cho con được một gia đình trọn vẹn. Nhưng mà con yên tâm, mẹ sẽ không để cho con phải chịu thêm bất cứ một ấm ức nào nữa.